Đó, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel kiếm tiền online của mình nhá. Đó thì có rất nhiều anh em có để lại bình luận cũng như là yêu cầu mình là làm về thuật toán tài xỉu cũng như là về những mẹo và công thức chia sẻ cho anh em về cách chơi tài xỉu. Thì hôm nay mình sẽ cùng với anh em vào chơi và chia sẻ cho anh em nhá về những cái mẹo và những cái phương pháp. Nói thật sự với anh em là nó cực kỳ là dễ và đơn giản thôi. Chơi tài xỉu nó không khó, và cái quan trọng là chúng ta phải đầu tư cũng như là chúng ta chơi thì chúng ta cần phải nắm được về những cái kiến thức cơ bản nhất để chúng ta chơi, thì chúng ta sẽ đúc kết được ra những cái kinh nghiệm, đúng không? Đấy, ok, mút được quả đầu tiên về quả xỉu rồi, thì liệu có nên đánh quả xỉu tiếp không hay là chúng ta sẽ bắt cái cầu chạy 1-1 nhỉ? Bắt mẹ cầu đứng đi. Ok, mình sẽ đánh tiếp quả cầu đứng này để đánh xỉu nhá. Xỉu tiếp đây, đứng quả xỉu tiếp. Tiếp tục đứng quả xỉu nhá. Rồi ok, lên xỉu 10. Ở đây thì vẫn đang là 224 và đi 412 thì nó là xỉu 8 thì phải. Lại tiếp tục quả xỉu. Đấy, ok. 8 lên 10 rồi, có khi nào 10 đã chuyển nhẹ sang tài không, đúng không? Theo cái nấc tăng đúng không? Đấy. Anh em mà có muốn nhận code free để chơi trải nghiệm cũng như là thử thách vận may ấy, thì nhanh tay tải về theo cái đường link mình để dưới phần mô tả và phần bình luận của video nhé. Link tải tặng code free cho anh em từ 20 đến 30k. Đấy, đúng phát này là tải thật. 451 và 124 này. Rồi ok, quất lại quả đẹp xuống xỉu là cầu 2112 đi nhỉ. 2112 cũng có thể là cầu chạy 22. Nhưng mà cứ đánh thì phải tự tin rồi. Thật sự với anh em là chơi thì đôi lúc là nói chung là cũng có những cái tiếng kết mà đã xác định là kết rồi thì một sống hai chết, đúng không? Đấy, đúng không? Với những cái tiếng kết rồi thì không phải ngại. Cứ quất mạnh tay lên thôi. Đấy. Sống hay chết thì thật ra thì nó chỉ là những cái tiếng mà gọi là tiếng kết, thì nó cũng tiếng nọ tiếng kia, đúng không? Đấy. Cái này thì mình không nói làm gì. Tiếp tục quả xỉu nào. Ôi rồi lại lên mẹ tài rồi, lại tài 14 này. Có khi là chạy về 11 rồi. Thôi mình sẽ bắt theo cái cầu gọi là chạy 11 đi nhỉ. Bắt theo cầu chạy 11 này. Vừa nó đi như thế rồi. Lừa nó đi như vậy rồi. Rồi, đúng luôn đấy. Lại là 10 thì 10 nó đi tài rồi, đúng không? Thì cũng cứ theo quy luật cầu 11 cả mẹ nó. Địt mẹ nó bẻ ngay nhở. 2 2 2 3 còn 1. Còn này bắt mẹ tiếp cầu xỉu. Bắt tiếp cầu xỉu. Địt mẹ nhà nó thêm đâu, vẫn cầu là mẹ mày bệt. Vẫn cầu chạy về 1-1. Rồi, đi mẹ mày. Ok mày đi. Thế là bị đau đi mẹ nhà này. Với những cái quả cầu bằng như này thì sợ gì mà không vào chốt lãi. Địt mẹ mày, sợ gì không vào chốt lãi những quả cầu xỉu và cầu bằng như này, đúng không? 10 xỉu quật tiếp. Quất tiếp quả xỉu.
kiểu gì phải chốt lãi. Rồi đấy, phải sang chứ đúng không? 8 đi xỉu này, cầu 1 2 3 quất mẹ quả này 8 xỉu, cứ quất theo xỉu đây. 5 lít đó, thấy không, cầu chạy 1 2 2 3 rồi, cầu bằng lại, cầu bằng này thì chuyển sang đánh tài tiếp, phát này chơi tài một củ luôn, chơi hận một củ luôn, mút quả này tài. Úi dồi, đấy em thấy cũng đẳng cấp không, bắt cầu đi. Chạy những cái quả gọi là xem là cái gì đấy, 1 5 1 1 3 4 1 2 3 đấy, ông cầu quả quá đẹp luôn đúng không, những cái cầu này thì nói chung là quá quen thuộc rồi. Thôi ok anh em nhé, hôm nay thì tạm dừng mà là chốt lãi đây thôi, làm 7 củ rồi đó.